Surface Laptop Go chính xác là sản phẩm tối giản so với cả dòng Surface Laptop 13, 15 inch. Tối giản từ thiết kế, từ chất liệu hay là cấu hình. Tuy nhiên, dù thiệt thòi hơn là nay laptop 13 và 15 inch, nhưng Microsoft vẫn hoàn thiện dòng Surface Laptop Go rất xuất sắc. Thậm chí mình thấy rằng sản phẩm này nó vẫn rất cao cấp, vẫn rất đẹp. Từ Go ở trong sản phẩm không phải là giá rẻ tí gì, mà là sự tối giản, sự nhẹ nhàng. Và gần đây Microsoft còn mới nâng cấp nó lên phiên bản thứ hai, chính là Surface Laptop Go 2. Nó có gì hay mà tại sao tiêu đề của mình lại là Surface Laptop Go 2 tối giản làm nên chất chơi? Thì anh em cùng xem video này để rõ hơn nhá. Và đừng quên, bên mình mới xây một cái group mang tên nghiện Surface. Ở đây thì chúng ta sẽ bàn về mọi thứ xoay quanh Surface, xoay quanh công nghệ. Chúng ta sẽ chia sẻ, giải đáp, hỗ trợ lẫn nhau. Cuối tháng còn có những cái mini game có quà dành cho anh em nữa chứ. Hãy join ngay group ở phần link đến phần mô tả nhá. Bắt đầu video ngay bây giờ. Surface Laptop Go 2 là sản phẩm ở phân khúc thấp nhất trên dòng Surface, nhưng phong cách thiết kế của dòng sản phẩm này nó luôn đồng nhất với nhau dù ở mức giá nào đi chăng nữa. Đó là sự tối giản, đơn giản trong phần thiết kế. Mặt A, anh em sẽ nhìn thấy một cái logo Microsoft ở chính giữa sáng bóng. Toàn bộ bề mặt được làm bằng nhôm nguyên khối khá là dày dặn và chắc chắn ở đây. Và trên tay mình nó còn có màu sắc rất là đặc biệt, đó chính là màu xanh iBlue. Anh em nhìn xem, cực kỳ đẹp và trendy đúng không? Ngoài ra anh em sẽ có màu gold này và màu silver để có thể lựa chọn được nữa. Đáng tiếc, Microsoft không ra phiên bản màu đỏ Bulgari, một cái màu mà mình rất ấn tượng, rất thích ở phiên bản Surface Laptop 1, Laptop 2 ra cũng lâu lâu rồi đấy, rất thích cái màu đấy. Mặt kê tay ở đây thì anh em sẽ có thấy vô cùng sạch sẽ, toàn bộ nó cũng làm bằng nhôm nguyên khối hết, không một chiếc tem nào dán ở đây cả như các dòng sản phẩm khác. Ở đây vô cùng sạch sẽ, đơn giản, sự đơn giản nhưng tinh tế. Nó còn do sự phối màu từ vỏ máy này, màu bàn phím ở đây này, hay phần kế tay trackpad, mảng đậm, mảng nhạt nhưng lại rất hợp lý và hài hòa. Bản lề cũng cực kỳ chắc chắn, dễ dàng để giúp anh em có thể mở bằng một tay được này. Dù để ở góc độ nào, nó đều cũng có thể giữ được. Tuyệt vời. Các cổng kết nối thì cũng được tối giản đi rất nhiều. Anh em sẽ có cổng USB-A ở đây, một cổng Type-C, một jack cắm tai nghe 3.5 ở bên này là cổng Surface Connect thôi. Mặc dù tối giản nhưng mà vẫn có cổng USB 3.0 để anh em có thể cắm các thiết bị ngoại vi mà không phải sử dụng hub chuyển đổi lằng nhằng gì cả. Tuy nhiên, ở phần thiết kế này mình vẫn có điểm chê, đó là phần bàn phím ở đây nó không có đèn LED anh em ạ. Nên anh em dùng đêm ấy thì khá là khó gõ đấy. Đáy máy ở đây nó cũng nằm bằng nhựa nên nó cực kỳ dễ xước và dễ bật đấy chứ. Mong Microsoft sẽ lắng nghe những cái gì mình vừa mới chia sẻ và khắc phục ở phiên bản Surface Laptop Go 3 nhá. Ok, nhìn vào đây, chúng ta sẽ đến với sự tối giản tiếp theo của Microsoft mang lên chiếc Surface Laptop Go 2 này, đó chính là màn hình. Màn hình từ 13.5, 15 inch như đàn anh giờ đã được hạ xuống, đó là 12.4 inch. Màn hình nhỏ hơn nên tổng thể về thiết kế nó cũng gọn gàng hơn, trọng lượng máy nó chỉ có 1.1kg mà thôi. Đã tối giản thì tối giản cả hành trang anh em mang đi làm hàng ngày đấy chứ. Ba lô, túi sách nó sẽ đỡ mệt mỏi hơn cho tất cả anh em đúng không nào? Bên trong phần hiển thị màn hình này, Microsoft còn khéo léo bo tròn phần hiển thị ở bốn góc giúp cho màn hình và viền nó được thống nhất và đồng nhất với nhau. Bạn sẽ không thể tìm thấy được một chiếc máy nào khoảng tầm hơn chục triệu mà được nhà sản xuất chăm chút đến như thế này. Mình đảm bảo với anh em luôn. Ba giải màu thì mình có đo đạc được, nó cũng đáp ứng rất tốt nhu cầu làm việc hay giải trí. Đó là 93.8% sRGB này, 65% Adobe RGB, 63.6% P3 và độ sáng là 400 nit, Delta E 1.3. Thông số phải nói là quá sức ổn để anh em thể làm việc đồ họa là mảnh không sợ sai màu. Độ sáng 400 nit thì cũng ở mức đủ sáng để anh em có thể chai hát ở ngoài trời hoặc là văn phòng có đèn chiếu vào ấy, nó không bị lóa mắt, cũng đỡ một phần nào đấy. Nhược điểm, màn hình này chỉ có độ phân giải là HD Plus thôi anh em ạ, không hỗ trợ Surface Pen. Khá là đáng tiếc, một thiết kế tuyệt vời ở trong tầm giá, trau chuốt tỉ mỉ mọi thứ, hiệu năng cũng ở mức ổn, nhưng mà thứ hy sinh để có thể cân bằng lại giá ở đây đó chính là cái màn hình này. Anh em nghĩ sao nếu Microsoft thiết kế chiếc Surface Laptop Go nó kém sang đi một tí, bổ sung nhiều chi tiết nhựa hơn một tí, nhưng mà màn hình này nó được nâng cấp lên Full HD thì yêu hết bao nhiêu đúng không nào? Ok,
Và cuối cùng đó chính là về mức giá của chiếc Surface Laptop Go 2 này, nó có mức giá khoảng tầm 16 triệu cho đến khoảng tầm gần 20 triệu. Là anh em có mua nó không? Nhưng mà từ từ đã. Nếu anh em mua máy ở Đăng Vũ từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, anh em sẽ được giảm discount ngay 1 triệu chương trình Black Friday. Lên hãy đến với cả Đăng Vũ ngay nhé. Ba phiên bản thì có trên màn hình, thì mình khuyên anh em nên lựa chọn phiên bản 128GB ở giữa, tại vì nó cân bằng nhất giữa hiệu năng và dung lượng RAM này, bộ nhớ này. Một chiếc máy Ultrabook thì anh em nên quan tâm về phần RAM, tại vì RAM của nó là hạn chết, anh em sẽ không thể nâng cấp được. 8GB RAM là đủ dùng cho anh em nhất. Còn đối với cả 4GB RAM phiên bản đầu tiên á, đời mình thì hơi bị thiếu đấy. Cân nhắc lựa chọn phần giữa cho mình nhá. Đây là chiếc Surface Laptop Go màu xanh Sky Blue. Anh em có mua không? Mua đi chứ còn gì nữa. Tạm biệt anh em. Anh em nhớ like, đăng ký nếu video này hay, hữu ích nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.